Thử cảm giác chơi đua thuyền, cô gái khiến mọi người lác mắt với tay lái lụa của mình. Ôi trời ơi! Một cô gái với tay lái lụa điêu luyện đã khiến mọi người chứng kiến được một pha đua thuyền đáng nhớ. Theo đó, vào một ngày đẹp trời, cô gái cùng bạn thân của mình tới khu du lịch để book một chiếc thuyền chiến nhằm thử cảm giác đua thuyền xem như thế nào. Cứ ngỡ cô gái chỉ là tay mơ trong việc lái thuyền, thế nhưng với trình độ tổ lái của mình, cô gái đã khiến mọi người lác mắt. Từ những gì quay lại cho thấy, khi chiếc thuyền được đẩy ra xa bờ, cô gái đã nhẹ nhàng dùng những kỹ năng điêu luyện và khéo léo của mình trong việc điều khiển tay lái. Ngay khi điều khiển được chiếc thuyền về phương hướng mà mình muốn đi, cô gái nhanh chóng đặt bánh lái xuống nước, sau đó nghiêng mình tốc biến như một cơn gió trước ánh mắt ngơ ngác của bạn thân. Với kỹ năng tổ lái của mình, cô gái đã khiến mọi người khi xem cũng không khỏi bất ngờ với tốc độ bàn thờ này. Một số người còn đùa vui rằng, bả kiểu, chị đi đây, khi nào hết xăng chị về, khỏi đợi mất công. Chổi của Harry Potter còn phải gọi tốc độ tổ lái của chị này bằng cụ. Tôi mà kiểu đó chắc ông bà độ không nổi. Mà có nổi thì chắc phải 3 ngày sau mới tìm thấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.